Chào bạn, mình đang có mặt ở cầu Thủ Thiêm, giữa cầu. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều và chỉ vài tiếng nữa thôi là khu vực này đứng cái bên mình đây sẽ rất là đông đúc. Tại vì người ta sẽ tụ tập ở đây để đứng ngắm cảnh. Tại vì phía sau mình các bạn có thể thấy đó, về đêm là đèn phố lên rồi view rất là đẹp luôn. Các tòa nhà này kia, ngồi ở đây hóng gió, các cặp tình nhân lên đây tâm sự rất là tuyệt vời. Tuy nhiên sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu như mà các bạn dừng chân đâu đó ở dưới cầu và đi bộ lên. Tuy nhiên là các bạn không làm cái điều đó, mà theo quan sát của mình á, mỗi ngày mình đều đi qua cây cầu này và thấy là cứ vào cái giờ chiều và đêm là người ta sẽ bắt đầu tụ tập rất là nhiều trên cái cầu này. Đó là một cái hành vi vi phạm giao thông. Tại vì sao? Tại vì theo như cái nghị định 100 mới á, với cái mức phạt đó là nếu mà anh em dừng đổ xe trên cầu thì cái mức phạt sẽ là 1 triệu đến 2 triệu đối với ô tô, từ 400 ngàn đến 600 ngàn đối với xe máy và từ 80 ngàn đến 100 ngàn đối với xe đạp. Theo như cái luật định đó, là anh em sẽ không được phép dừng xe hoặc đổ xe trên cầu. Thì dừng xe và đổ xe là hai khái niệm khác nhau. Dừng xe nghĩa là theo như định nghĩa đó, đó là cái trạng thái dừng tạm thời của mỗi phương tiện để đủ tạo cái thời gian để cho người đó lên xuống xe hoặc là để chất đồ các kiểu. Thứ hai, cái hành vi đổ xe tức nghĩa là dừng xe vô thời hạn. Và cả hai cái hành vi này đều bị cấm trên cầu. Thì tại sao lại có cái luật là anh em không được dừng xe hoặc là đổ xe trên cầu? Thì mình không biết là nhà chức trách họ suy nghĩ thế nào, nhưng mà bản thân mình thì mình có một số những cái lý do để giải thích là tại sao phải có cái luật là không được dừng xe hoặc đổ xe trên cầu. Thì anh em có thể thấy cầu là một cái công trình, nó có cái hình dáng cong. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta lưu thông á, thì anh em khi mà chạy ở phía dưới chân cầu lên thì sẽ không thấy là phía trước nó sẽ có cái gì. Ví dụ như anh em đang chạy rất là nhanh lên tới giữa cầu mà thấy một cái xe thì nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là cái xe đó đang chạy chậm hoặc là đang dừng gì đó. Thì ngoài ra khi mà chúng ta lên cầu á, đòi hỏi phải có cái gia tốc rất là lớn để có thể kéo cái xe lên cầu. Và khi mà anh em có thể thấy là những cái phương tiện chạy lên cầu họ đều di chuyển rất là nhanh, và cứ hãy tưởng tượng là tự nhiên đang lên cầu gặp một cái xe đang dừng giữa đường thì rõ ràng chuyện đó rất nguy hiểm. Ở trên cầu Thủ Thiêm này thì từng xảy ra một số những vụ tai nạn là do người ta dừng xe hoặc là băng qua đường gì đó thì nó rất là nguy hiểm. Và ngoài ra thì ở trên cầu các bạn cũng không được quay xe. Tại vì như các bạn có thể thấy á, trên bất kỳ một cây cầu nào hai chiều họ đều có cái vạch liền, tức nghĩa là anh em không được quay đầu xe trên cầu. Tại vì đây cũng là một trong những cái hành vi rất nguy hiểm. Và tại sao nguy hiểm thì nãy mình đã có lý giải rồi. Thì hy vọng là sau cái video này anh em sẽ có ý thức hơn về cái việc mà đi trên cầu sao cho nó phù hợp. Đây là một cái khung cảnh rất là đẹp, mình biết chuyện đó, nhưng mà để làm sao đảm bảo an toàn thì anh em phải đảm bảo những cái quy định về pháp luật, gửi xe đâu đó ở dưới kia và đi bộ lên đây để ngắm cảnh. Rồi, xin chào các bạn, mình là Minh Chiến ND trên mạng xã hội tinh tế.vn.